Thì nhắc lại này, các bạn vào ucode.vn, bấm vào khóa học này. Xong dưới này có hai khóa học, tiểu học và trung học cơ sở, các bạn vào cái nào cũng được, tùy theo khối của mình nhé. Bài tập nó sẽ giống nhau, tại vì thầy đã nhập toàn bộ các bài tập. Của tất cả các cấp độ trong vòng thi cấp trường vừa rồi và chung ở đây hôm nay thầy chữa hết một lượt, thầy chữa chung cho các bạn nhé. Tại vì về thuật toán những cái bài cấp 2 cũng là cái bài có hàm lượng toán học giống như cấp 1 thôi, không có một số bài khó hơn thôi, còn đâu là về thuật toán là giống nhau, nhưng các bạn sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau, với Scratch cho cấp 1 và Python hoặc là C cộng cộng hoặc là Pascal cho cấp 2. Tuy nhiên ở đây hỗ trợ tất cả các loại ngôn ngữ, cho các bạn nào cấp 1 mà các bạn biết Python thì vẫn làm Python được, tương tự nó cấp 2 mà chỉ biết Scratch thì vẫn làm bằng Scratch được nhé. Thầy sẽ chữa đại diện hai ngôn ngữ là Scratch và Python, đó là hai ngôn ngữ chủ đạo cho sau này luôn. Nghe thầy để 2 phút cho các bạn tự đăng nhập vào bài tập ở đây. Tiểu học cũng được mà trung học cơ sở cũng được nhé. Đó, tiểu học này. Đấy, bài tập vòng 2 này. Đấy, bao gồm có 14 bài. Để sang màu sáng để các bạn dễ nhìn. Để 2 phút để các bạn chuẩn bị sẵn sàng nhé. Ngoài ra bạn nào làm bằng Scratch, tức là các bạn cấp 1 ấy, thì mở thêm một tab nữa, có Scratch.mit.edu và đăng nhập vào bằng tài khoản của mình. Đấy, ví dụ thế. Đăng nhập vào nhé. Chọn ngôn ngữ tùy thích, đây là cái để tiếng Việt. Các bạn nào muốn chuyển sang tiếng Anh thì chọn ở dưới này này, hoặc là ngược lại. Bạn có nghe được không? Có. Có. Ok, tại vì có một số bạn đang nói là không Có. nghe được. Thì bạn nào không nghe được kiểm tra lại mic của mình nhé. Trả lại loa của mình. Ok, chúng ta bắt đầu từng bài một. Thầy ơi, Bài đầu tiên là bài máy tính. Rồi, đề bài phát biểu như sau này. Trong một buổi học toán, các bạn phải đọc đề bài rồi nhé, thì lướt nhanh đề bài thôi, thầy không dịch lại đề bài nữa, không đọc lại chỉ giải thích chi tiết nữa, và các bạn phải đọc bài bài này ở nhà rồi và trong buổi thi hôm trước, đúng không? Đề bài phát biểu như sau này, có 3 số này, một số là A, là cần hỏi thì hỏi trên bên nhóm Zalo nhá. Mình lớp lớp ai là nam trường tiểu Bạn học nào vẽ không trên được màn thi hình thì sẽ thích ra khỏi phòng Zoom nhé.
Rồi. Ba số A, B và N. Và đây là hai cái số thực hiện một cái phép toán nào đấy trên hai số này để được cái kết quả ở dưới là số n này. Ví dụ ở đây là 88 thì phép toán là phép chia, đúng không? Đấy, nếu mà chúng ta có số ví dụ nữa, ở dưới này có ví dụ không? 12 và 5. Và kết quả là 7 thì chỗ này là phép toán trừ. Thế nhưng đề bài này sẽ không có cái trường hợp, cái test case sẽ không có trường hợp nào mà hai phép toán cùng ra một kết quả. Ví dụ số 2, 2 và 4 thì có thể vừa có nhân vừa có cộng, đúng không? Nhưng đề bài sẽ không cho như thế. Nên chúng ta chỉ cần kiểm tra bốn trường hợp, đúng không? Phép nhân có được hay không? Phép chia được hay không? Phép cộng được không hay không? Phép trừ được hay không là xong. Đấy, thì bài này bằng Scratch thì chúng ta làm như nào? Như bình thường chúng ta khởi tạo này một cái dự án Scratch. Rồi. Và các bạn lưu ý là dự án phải được chia sẻ nhé, được chia sẻ trước khi có thể chấm bài bên kia bằng cách online. Dự án này không có nút chia sẻ ở đây, tức là do email này chưa verify. Thì nhắc lại lần cuối nhé, email này chưa verify. Thì cho các bạn thiết lập tài khoản này, email này, đấy thì đây là cái email của mình, nó sẽ gửi một email đến đây. Ở trong email có một cái đường link, các bạn bấm vào để verify email. Nếu mà chưa có bấm gửi một cái nó sẽ gửi đến cái email này. Tuy nhiên ở đây không phải email thật cho nên không kích hoạt được, phải dùng cái tài khoản khác nhé. Các bạn phải dùng cái tài khoản nào đã được verify nhé. Khởi tạo. Đấy thì nó có nút chia sẻ đây, thấy chưa? Thế nhất là các bạn chat với cả hỏi trong Zoom là thầy sẽ không hỗ trợ đâu nhá. Mọi người chat trên nhóm Zalo để các bạn khác hỗ trợ. Rồi, chương trình Scratch bài đầu phải đi chậm đi một tí, bài sau mình sẽ đi nhanh hơn. Bắt đầu bằng khi bấm vào lá cờ xanh này, sau đó phần nhập dữ liệu mình nhập vào ba số thế này nhé, nhìn có ba số là A, B, N đến 1 tỷ, đúng không? Nhập vào ba số thì tao đã nhập bao giờ cũng là ask này, tao hỏi này, ví dụ A bằng bao nhiêu này, và đặt giá trị của cái biến trả lời là cái giá trị mà người dùng nhập vào. Đấy, và mình tạo ra ba cái biến A, B và N. Thì đặt cái biến A bằng trả lời, lặp lại cái này 3 lần thì nhập 3 biến, đúng không? Nhảy phải chuột này, nhân bản này, nhảy phải chuột nhân bản này. Thầy nhắc lại là Scratch, quan cấp 2 cũng cũng có thể dùng Scratch được nhé. Các bạn dùng bất kỳ một cái ngôn ngữ lập trình nào, không giới hạn nhé. Các bạn cấp 1 có thể dùng Python, cấp 2 có thể dùng Scratch. B bằng này và N bằng này. Bây giờ mình kiểm tra bốn trường hợp, có phải có cộng hay không, có phải có trừ hay không, có phải nhân không, có phải chia không, đúng không? Thì đấy mình làm cái if, nếu gì, nó là phép cộng thì nếu mà a cộng b bằng n thì nó là phép cộng, đúng phép toán này. Đầu tiên phép so sánh này, đây số bằng đâu, bằng n n các bạn không gõ n vào đây là sai nhé. Nhiều bạn gõ n vào là sai, phải dùng cái biến n này, này biến số cho n vào đấy là phép cộng, cộng vào đây và kéo vào đây a cộng b bằng n thì c nói ra phép cộng thế thôi. Rồi, đề bài yêu cầu này.
in ra cộng trừ nhân chia tương ứng. Và dưới này có một câu nữa, nếu không có phép tính phù hợp thì phải giơ tấm thẻ là no, tức là phải in cái no ra. No lưu ý là viết hoa cả hai chữ. Nhân bảng này lên này, cái vòng nhánh thứ hai. Trên này dấu cộng rồi, nếu không phải dấu cộng thì mình lại kiểm tra tiếp, đúng không? Nếu mà có phải trừ hay không? Lại vào phép toán này. Trừ này. Và A này, các bạn kéo cẩn thận kéo đúng cái vị trí chỗ trống này nhá. AB thì nói ra trừ. Tương tự. Cái bên trong rồi này. Lại nếu tiếp. Nếu đây. Phép nhân. A này, B này. Phép nhân. Nếu cái cuối cùng. Đây là phép chia. Nếu chia này. A này. B này. Thì nói chia. Và còn nhánh cuối cùng không cần phép toán nào cả thì mình say no. Giống như đề bài yêu cầu. Được chưa? Và chúng ta chạy thử nhá. 8 8 và 1 thì phép chia. Đúng không? Ví dụ 7 à 12 7 5 là phép trừ. Ví dụ 5 4 5 và 9 là phép cộng. Đấy, ví dụ 1 2 và 10 là no, không có phép toán nào cả. Đấy nhá, đây là bài số 1. Rồi. Làm xong rồi thì các bạn bấm chia sẻ. Giống như hôm trước đấy thầy hướng dẫn nhé, bấm chia sẻ. Đấy, thì ra đến đây, các bạn copy đường link này. Chỉ cần bấm chia sẻ một lần thôi. Thì có thể vào bên trong trang copy đường link này cũng được, hoặc là đường link bên ngoài cũng được, cũng thế. Thì copy đường link đấy sang bên này nhé. Chọn cái gì? Scratch đây nhé, nhắc lại là bấm vào Python này, chọn cái Scratch ở dưới này này. Ở đây hiển thị Scratch 3 là được. Nhập đường link đến dự án 3.0. Né phải chuột này. Test là dán. Đấy, và chúng ta chạy thử. Đấy, và gửi câu trả lời. Đấy, như vậy là xong nhé. Xong bài đầu tiên. Bài đầu tiên thầy sẽ đi chậm một chút. Các bài sau chúng ta sẽ đi nhanh hơn. Cho nên các bạn tập trung vào nhá. OK, đấy nhá, đây là cách làm bằng Scratch, thì làm nhanh bằng Python này. Để Python các bạn chuyển sang Python Interactive nhé. Lưu ý là chọn Python Interactive. Rồi, ở đây mình nhập vào ba số A, B, N. A bằng int, input. Đây là cách nhập ở trên Python nhé. Nhập và chuyển sang số nguyên. Ba dòng như thế, copy xuống B bằng và N bằng. Xong rồi cũng kiểm tra lúc nãy, nếu A cộng B bằng bằng N, phép so sánh ở trong Python là hai dấu bằng nhé. Được chưa? Và bằng N thì số dòng print dấu cộng else if A trừ B bằng bằng N thì print dấu trừ else if A nhân B bằng n thì print dấu nhân else if a chia b bằng n
print dấu chia, đó cũng là else print no. Đấy, nó cũng yên cái bài hôm nãy thôi, cách viết bằng cách khác, giống như cùng một nội dung chúng ta dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, ví dụ vậy. Đây là từ Scratch sang Python, là hai ngôn ngữ khác nhau. Các bạn tiểu học cũng cũng có thể dùng Python được nhé, nếu mà các bạn nào quen cú pháp có thể làm Python. Python viết nó sẽ nhanh hơn một chút, Scratch thì cái thao tác kéo thảm sẽ bị chậm đấy. Rồi đấy là xong bài một nhá. Được chưa? Chúng ta sang bài thứ hai là bài tổng hai chữ số. Chúng ta cần lấy tổng hai chữ số cuối của số tự nhiên n, nhưng mà nếu mà n không đủ hai chữ số thì in ra là không. Thì ở đây chúng ta kiểm tra là nếu không đủ hai chữ số, tức là nhỏ hơn hai chữ số, nhỏ hơn hai chữ số thì chính là bao nhiêu? Số một chữ số nhỏ hơn 10, đúng không? Nếu mà còn lớn hơn hai chữ số, lớn hơn hoặc bằng hai chữ số, tức là trường hợp còn lại là lớn hơn hoặc bằng 10, từ 10 trở lên ấy, thì mình sẽ lấy tổng hai chữ số cuối. Thì bài này thuật toán như thế nào? Ví dụ số 1300 134 thôi đã, số 134 làm thế nào mình lấy được hai chữ số cuối này? Thì cái số 4 này là chữ số đơn vị, chúng ta có thể lấy được bằng cách đi lấy số dư của nó khi chia cho 10, đúng không? Lấy số dư khi chia cho 10 thì trong Python là phép toán phần trăm, trong Scratch là phép toán mod nhá, mod 10, mod 10 thì cái này ra 4, cái này ra 4. Đấy, lấy số dư khi chia cho 10 chúng ta được một chữ số cuối, cái số 4. Rồi, bây giờ làm sao để lấy được chữ số 3 là chữ số hàng chục? Nếu mình cắt bỏ chữ số 4 này đi thì còn 13, đúng không? 13 này chính là chữ số còn lại sau khi bỏ chữ số đơn vị đi, thì cái chữ số 3 này nó biến thành chữ số hàng đơn vị của số mới, đúng không? Thì số 13. Nếu mà được số 13 rồi thì mình lại phần trăm 10, tức là lấy dư khi chia cho 10 hoặc là mốt 10, thì ra ra số 3 là số 3, thì mình chỉ được cộng hai số này lại với nhau là xong, là 7. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao từ số 134 thành số 13 được? Mình chia cho 10 đúng không? Chia cho 10. Chia cho 10 và lấy thương thôi. Chia cho 10 là 13,4 nên mình chỉ lấy thương thôi. Thì làm nào? Làm sao để chia hết thì mình trừ đi cái số dư này. Lấy 134 này, trừ đi 4 này, trừ đi số dư, chia cho 10 thế này được 13, đúng không? 13 mình phần trăm 10 nữa thì số 3 đấy. Bài này là của cấp 2 đúng không? Nhưng mà số bạn cấp 1 cũng làm được. Ok, thế nhá. Với thuật toán như thế chúng ta sẽ làm bằng hai ngôn ngữ. Một là Scratch, các bạn lại tạo dự án mới chứ bình thường. Thấy chưa? Nhưng ở đây thầy không muốn tạo dự án mới thì đỡ mất công. Thì thầy để này ra, thầy sửa lại thành thêm chú thích là bài 1. Đấy, thêm chú thích đây là bài 1.
Thầy muốn chạy bài 1 thì thầy kéo lên vào đấy thôi. Đấy, bây giờ thầy làm bài 2 nhé. Để chữ bài 1, 2. 1, 2. Để vào đây. Bài 2, thầy nhắc lại. Đó là bài tính tổng hai chữ số. Nhập vào một số duy nhất là số n, đúng không? Mình tạo một biến số là số n. N đã tồn tại, đã có số n rồi thì dùng luôn. Thì chúng ta dùng cái đoạn này này. Lại hỏi n bao nhiêu? Xong rồi. Cho n vào cái trả lời. Bây giờ chúng ta phải tính từng chữ số 1 của nó. Chữ 1 đơn vị, thầy tạo ra biến là đơn vị nhá. Đơn vị thì cả squat này nó có bị lỗi một tí, không gõ được. Thì các bạn lưu lại nhé và reload lại cái trang này. Đây là vấn đề squat chứ không phải cấu của mình. Rồi, thì tạo lại cái biến này. Tạo biến mới. Ủa? Tạo biến mới, không hóa được luôn. Tạo dự án mới xem nhé. Tạo dự án mới. Tạo một biến, đấy bên này gõ được này. Bên này kiểm tra lại là tạo một biến, ở à, đây gõ được rồi. Hiện tại nó bị lỗi á. Rồi tạo biến mới. Chúng ta tạo biến là đơn vị và biến là trục đấy nhé, đơn vị và trục. Thế tính hàm đơn vị là gì? Đặt đơn vị bằng gì? Các phép toán này, phép chia lấy dư của n là số nhập vào khi chia cho 10. Được chưa? Đấy. Chia lấy dư cho 10. Rồi, bây giờ mình lấy tiếp. Vì n trừ đi cái hàm đơn vị này. Đã vào biến, lấy biến A đi, đặt biến A thành trừ đi này. Không chia cho 10. Chia cho 10. Đấy, n trừ đi cái chữ số đơn vị của nó để nó ra số chẵn trục. N này trừ số chữ số đơn vị rồi em chia cho 10. Được chưa? Ở đây thầy viết luôn ví dụ này, ví dụ ở đây nhé. Ví dụ n 10 134 thì đơn vị này n chia dư cho 10 sẽ là 4, đúng không? N trừ đi đơn vị tức là 10 134 trừ 4 chia 10 thì gọi là 13. Đúng chưa? Và tiếp tục cuối cùng là cái trục bằng chia lấy dư A chia lấy dư cho 10 thì sẽ được số gì? Số 3. Đúng không? Bây giờ nhiệm vụ mình phải cộng cái gì? Chúng ta phải cộng cái hàng đơn vị này và hàng chục này. Được chưa? Nói cộng biến đơn vị và chục đấy là ra chạy thử 134 ra 7 đúng không? Nhìn dưới đây đơn vị là 4 này, chục là 3 này. Thấy không? A là 13 này. Ví dụ nhé, 987. Enter là 15. Nhìn đây này, đơn vị là 7. Trục là 8. Đấy, A là 98. 98 đấy, 98 trừ đi 7 rồi chia cho 10, đúng không? Đấy, với bài này chúng ta copy sang. Copy sang. Sang bên này. Chọn lại ngôn ngữ Scratch và test vào đây, chạy thử code. Các bạn chạy thử cho ok đúng đã nhá thì mới
làm đến phần gì, vẫn làm phần gửi câu trả lời, chỗ này không ra kết quả gì cả, là sai đúng không? 5 in ra 0 nhưng mà chưa thấy gì cả, là sai đúng không? 105, 190 không lấy gì cả nhá. Bên này mình chạy thử này, chạy thử này, nhập vào 5 này, nói là 5, bên này nhập vào 190, đó là 9, tại sao bên kia chưa ghi gì cả, thì mình phải xem, phải ghi nó lại này, lưu nó lại này. Rồi, bài bên này, chạy thử bài này không? 562, đây là 562 đúng rồi, mình không cần vẹt lại nhé. Đấy là 9, đúng rồi đúng không? Nhờ cái 5. Nó in ra 5, mà đề bài là phải in ra 0. Tại vì sao? Tại vì thiếu trường hợp là N không đủ hai chữ số thì in ra 0. Đấy thì mình thêm cái điều kiện if nữa vào. If này không đủ hai chữ số, tức là nhỏ hơn 10 đúng không? Nhỏ hơn 10. Nếu n nhỏ hơn 10 thì xảy ra nói là không luôn. Còn nếu không thì mình mới làm tất cả cái này. Sau khi có n rồi nhá, mình mới kiểm tra nhá. Sau khi nếu không thì làm như này. Đấy. Rồi, xem lại này, nhập vào n, nếu n nhỏ hơn 10 nói không theo yêu đề bài yêu cầu, còn nếu không thì mình bắt đầu tính hàng đơn vị, hàng chục giống như lúc nãy. Các bạn nhớ lưu lại này, lưu lại nhé. Nếu mà chúng ta dùng online á, chúng ta lưu lại một lần thôi, ta chỉ cần copy địa chỉ này một lần thôi, sau đấy chỉ lưu như này chạy lại luôn, chứ không cần phải copy lại nữa, tại đường link nó không đổi mà. Nếu mà các bạn tải về máy nó upload lên thì rất là phiền, nếu mà chúng ta làm sai nhiều ấy, chúng ta sửa đi sửa lại. Đấy, ok đấy nhá, đây là chương trình hoàn chỉnh bằng Scratch đã được 100% điểm, thì các bạn chữa nhanh vào nhá. Để mấy phút cho các bạn chữa xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần Python bằng của các bạn này. Thứ nhất là các bạn hỏi gì hỏi bên nhà bên nhóm Zalo nhé, để các bạn mở một người khác hỗ trợ. Thì trong quá trình dạy thì thầy sẽ không có thời gian để thầy trả lời chat với cả trả lời tất cả các bạn được. Rồi thì thầy chữa bài xong rồi đến nửa tiếng cuối ấy, thì thầy sẽ chia sẻ về thông tin của vòng thi chung kết vòng cuối cùng đấy nhá. Đây là Scratch nhá, rồi quay trở lại bên này là Python, chuyển sang ngôn ngữ Python, nhập vào một số duy nhất thì vẫn n bằng input cái dòng lưu đấy đúng không? Mình kiểm tra nếu mà n nhỏ hơn 10 giống y hệt ở bên kia thôi, nếu n nhỏ hơn 10 thì print ra không thì nó không phải là đâu mà in ra không. L rồi mình lấy chữ số hàng đơn vị nhá, đơn vị y hệt như bên kia, đặt tên giống như thế, đơn vị bằng gì, n phần trăm 10, cái dấu chia lấy dư ở bên Python là phần trăm nhé. Sau đó là lấy a bằng n trừ đi đơn vị, cứ làm giống bên Scratch đã, không thể để hướng dẫn cách khác sau. Cái này chia cho 10 thì phép chia ở trong Python có một phép chia khác là phép chia lấy thương, chứ không cần không lấy phần lẻ, đó là phép hai đầu chia, cho nên chúng ta không cần trừ đi đơn vị nữa cũng được. Thế thầy câu 1 là gì ạ? Cái này 13, bạn nào bây giờ vào hỏi câu 1 đấy,
Nếu mà n này là ví dụ n 134 như lúc nãy thì đơn vị sẽ là 4. N chia chia cho 10 nó sẽ là 13 nhé. Nó không phải 13.4. Nếu mà chia 10 như này này, nó sẽ là 13.4. Nhưng mà nếu chia chia 10 nó sẽ là 13 thôi. Phép chia chia 10 này là phép chia lấy phần nguyên nhé. Trong hàng chục sẽ bằng cái số còn lại này, tức là số A này, phần trăm 10. Thế này sẽ được số 3. Ví dụ như vậy. Và chỗ này mình print ra hàng chục cộng hàng đơn vị. Đây, 5 là 0, nên 190. Run là 9. Thì các bạn nhớ lưu ý là run code trước nhá. Run code nó cảm thấy đúng rồi thì mới gửi câu trả lời. Đấy, rất nhanh đúng không? Đây là Python nhé. Còn đây là Scratch nhé. Để chéo chéo này các bạn nhìn hai bên nhé. Hơi khó nhìn nhỉ. Đây, để tạm như này các bạn nhìn được hai bên. Thầy vào đâu hả thầy? Vào đâu ạ? Và muộn không hỏi vào đâu nữa nhé, ảnh hưởng đến mọi người. Đấy đó, để nhắc lại. Cầm mồm đi. Các bạn hỏi gì thì hỏi bên trên Zalo nhé. Và muộn hơn nửa tiếng rồi, bây giờ vào hỏi vào đâu. Ok. Sang bài số 3. Rồi bài số 3 là bài rất nhiều bạn thắc mắc ở trên nhóm chat và thầy cũng đã gợi ý qua rồi. Chúng ta có nhiều cách. À, chúng ta có nhiều bước để có thể giải quyết từng cái test case một. Với cách làm thuần túy thì chúng ta chỉ đúng được một số test case đầu tiên thôi. Cụ thể như thế nào? Bài toán này phát biểu dài như này, nhưng mà tóm lại nó là tính tổng các số lẻ mà không vượt quá n, đúng không? Tính tổng các số lẻ. Những ngôi nhà bên trái được đánh số lẻ, ở bên phải được đánh số chẵn, và ô cốt đờ vừa đi vừa nhìn sang bên trái tức là nhìn thấy số lẻ thôi, và tính nhẩm tổng các số của các ngôi nhà ở trên cái khu con phố đấy. Và chúng ta cần phải tính cái tổng đấy giúp bạn ô cốt đờ này. Ở đây ví dụ chúng ta có dữ liệu đầu vào là 5 đi. 5 thì chúng ta có các số nào? 1, có 5 con nhà thì có 1, 3 và 5, đúng không? Tổng bằng 9. Cộng bằng 9 nó 18, thì chúng ta có 1
cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 cộng bao nhiêu? Đến 17 đúng không? Rồi, cái chỗ này các bạn cộng lại thành 81. Thế thì nếu chúng ta làm thuần túy là dùng cái vòng lặp bắt đầu từ số 1 cho đến số n thôi thì chúng ta sẽ bị lỗi như thế nào? Chúng ta cùng làm thử đã nhé. Bài này là bài số 2 này, thì tách cái này ra. Đánh dấu ở đây này, thêm chú thích ở đây là bài 2. Trong cuối giờ thầy sẽ gửi cái đường link này cho các bạn nhé, bài 2. Đấy. Bây giờ bài 3 này, cũng nhập vào số n đúng không? Đó là nhân bảng cái này đã. Nhân bảng. Bỏ tạm rồi đi. Nhập số n. N trả lời. Sau đó mình tạo một biến gọi là biến SCD đi, S để chứa tổng các số lẻ biến N nhé. Vì mình tính tổng các số, mình sẽ cộng dần các số vào cái biến S đấy. Vì cộng dần ban đầu nó phải có giá trị bằng bao nhiêu? Phải bằng 0 thì mới cộng vào, đúng không? Đầu tiên là 0 trước này, cộng 1 và 1 này, cộng 3 là 4 này, cộng 5 nữa là 9 này, cộng 7 nữa là 16, vân vân. Thì cái số ban đầu là số A đi. Đặt A bằng 1, xong mình cho A tăng dần 1 đến 3 đến 5 đến 7 đến khi nào? Khi nào bằng bằng đời thôi đúng không? Thế thì mình làm lặp lại cho đến khi, lặp lại cho đến khi gì? Đến khi A này lớn hơn N thì bỏ qua. A này lớn hơn N chúng ta bỏ qua. Đấy. Tức là A chưa, điều kiện này chưa xảy ra thì mình còn làm ở dưới này. Lặp lại cho đến khi mà, đến khi này thì mình sẽ thôi, không làm nữa. Thì ở dưới này mình làm cái gì? A là 1, 3, 5, 7 là A chính là các số lẻ đúng không? Thì mình cộng cái số nhà này này vào cái tổng S thay đổi S một lượng là A. Rồi, xong rồi thay đổi A một lượng là 2. Đấy. A là 1 rồi, tăng thêm là 2, 4, 6. Nếu mà xin lỗi, tăng thêm 1 thêm 2 là 3, thêm 2 là 5, thêm 2 là 7. Cho nên tăng 2 ở đây. Chúng ta xây ra, nói ra cái tổng S gì? Nhớ là cái S kéo từ cái biến số ra sang nhé, chứ không phải là viết chữ S vào đây. Nếu viết chữ S đây là sai nhé. Thế là sai. Thế là nói ra đúng chữ S luôn. Được 10, nói chữ S luôn. Thì không phải. Để nói cái biến S này. Nếu 5 thì nó phải ra 9 đúng không? Đấy. Nếu được 6 thì sao, nó số chẵn thì nó vẫn là 9. Đây 1, 3, 5 vẫn là 9 đúng không? Thế thôi, các bạn nhớ lưu này. Đấy, đây là cái làm rất là thuần túy tin học. Đây chúng ta dùng một cái vòng lặp tăng dần cái số nhà lên cho đến khi nào mà hết, không còn số nhà nữa thì thôi. Rồi, chúng ta copy này sang này. Chuyển sang ngôn ngữ Scratch. Chạy code. Chín, các bạn nên chạy thử bên Scratch này đã nhé. Nếu có 18 này này, tại chạy này nhanh hơn. Chạy thử này, nhập 18 đây này. Đấy ra 81. Thì nó đúng ở đây rồi, 81 đúng rồi đúng không? Thế này, mình gửi câu trả lời. Mình xem đúng được bao nhiêu test case nhé. Sai. Đấy, đúng được 7 test case. Thế cách làm như vậy nó sẽ đúng được 7 test case. Test case dưới này bị lỗi gì? Thế các bạn hơi chuột ở dưới này này. Hơi chuột đây nó ra lỗi này, time limit exceeded. Đây là time limit exceeded, time là thời gian, limit là giới hạn, exceeded là vượt quá. Tức là vượt quá giới hạn về mặt thời gian. Tức là chương trình này chạy chậm quá. Đấy, tóm lại là chạy chậm quá. Chúng ta phải làm cái gì? Nên là tìm một thuật toán khác là chạy nhanh hơn. Tuy nhiên nhé, các bạn làm được 7 trên 10 là tốt rồi. Nếu bài nào mà các bạn cũng làm được 7 trên 10, tức là tổng cộng các bạn sẽ có 70 điểm trên 100, thì đã làm thuộc thuộc cái top đầu tiên rồi, tức là thuộc cái top
top top của cái bảng xếp hạng rồi. Đấy, không cần thiết là quá phức tạp, chúng ta cũng có thể tính được cái này đúng không? À, cũng được ghi được 7 điểm rồi. Cho nên nếu mà bạn không còn nhiều thời gian thì các bạn dừng lại 7 điểm này, chuyển sang làm bài khác sẽ có nhiều cơ hội hơn. Xong rồi làm hết một lượt rồi, thấy còn thời gian thì mình quay lại để tối ưu tiếp cái này, được không? Đấy. Thế bây giờ cần một thuật toán nhanh hơn, chúng ta làm cái gì? Chúng ta làm như thế nào? Ví dụ, chúng ta nhận xét này. Đến 5 chúng ta có 1, 3, 5, còn 9, đúng không? Nếu mà chỉ có đến 3 thôi, 1, 3, còn 4. Nếu chỉ có 1 căn nhà thôi, 1, thì còn 1. Nếu mà có 4 căn nhà, 1, 3, 5, 7, 4 số lẻ, tức là 7 căn nhà, thì bằng 9 cộng 7 là 16. 1, 3, 5, 7, 9, thì bằng 25. 16 cộng thêm 9 là 25. Thế các bạn nhận xét này, đây nó chính là 1 nhân 1 này, 4 là 2 nhân 2 này, 9 là 3 nhân 3 này, 16 là 4 nhân 4 này, 25 là 5 nhân 5, đúng nên nhìn thấy quy luật chưa? Nhìn thấy quy luật rồi đúng không? Đấy, và chúng ta phát hiện quy luật này với bài toán tin học chúng ta lập trình được luôn. Với bài toán toán học thì sao, chúng ta phải chứng minh nó đúng, đúng không? Tin học thì không cần phải chứng minh nó đúng, các bạn tin vào quy luật, cảm giác nó là đúng thì các bạn có thể thử nghiệm được, tức là lập trình thử theo hướng đấy và nộp bài thử xem đúng hay không, đúng ok là xong, không đúng thì mình phải tìm cái câu hỏi khác, chứ mình không cần phải cố gắng tìm mọi cách để mà chứng minh nó đúng đắn trước khi mình làm. Cho nên là cái môn tin học chúng ta có thể thử nghiệm được nhiều hơn nhé. Và kể cả nếu mà công thức này không đúng, giả sử là không đúng, thì các bạn nộp cho bài thử các bạn cũng sẽ đúng được một một số test case thì vẫn được một ít điểm, nhưng trong trường hợp này là công thức này đúng nhé. Rồi các bạn có thể chứng minh được công thức này bằng cái bài toán Gauss đúng không? Sử dụng bài toán Gauss tính tổng dãy số vectơ đều, dãy số đầu và cộng số cuối này, đầu cộng số cuối này, đấy tạo thành một cặp 10, 10, 5 đấy, vân vân. Chụp đây nhé, 1 với 8 8 và 1 7 là 8 này, 3 5 là 8 này. Đấy, nhưng đây không phải lớp toán nên thầy không chứng minh công thức này. Rồi chúng ta ước lượng được nhé, 1 thì là 1 bình phương này, đến 3 thì bằng 2 bình phương này, 5 bằng 3 bình phương này, thứ 3 nhân 3 đấy, 2 nhân 2 ấy. 7 thì bằng 4 nhân 4, 9 thì bằng 5 nhân 5. Vậy thì đây là số N nhé, N thì sao? Đây là n thì bên này là bao nhiêu? 9 thành 5, 7 thành 4, 5 thành 3, bằng nghĩa n cộng 1 chia 2 đúng không? N cộng 1 chia 2. 9 cộng 1 là 10 chia 2 là 5, 7 cộng 1 là 8 chia 2 là 4, 5 cộng 1 bằng 6 chia 2 là 3. Thế thôi, đây là trường hợp n lẻ nhé. N lẻ. N chẵn thì sao? N chẵn thì đến 10. Nếu n bằng 10 thì mình cũng chỉ tương đương lấy đến n bằng 9 thôi, tại mình chỉ quan tâm đến số lẻ đúng không? Nhưng lúc này mình lấy luôn n bằng 10 thì lấy n chia 2 luôn, chứ không còn cộng 1 nữa. N chia 2, n bằng 10 thì vẫn là số lẻ đến 9, vẫn là trường hợp này, chia 2 là 5. N chẵn. Tóm lại là n chẵn thì lấy n cộng 1 chia 2 được bao nhiêu thì nhân với chính nó đúng không? N lẻ, à n lẻ thì lấy n cộng 1 chia 2, n chẵn thì lấy n chia 2, được chưa? Xong nhân với chính nó nhé. Đây, với bạn với cái nhận xét như thế chúng ta lại bắt đầu làm bài. Bài số 3 nhé, hỏi n này. N lẻ thì lấy n cộng 1 chia 2, n chẵn thì n chia 2. Thế thì mình có một cái câu là if ở đây.
mình có thể không dùng lợi ích dùng toán học, kiểu tí nữa thầy hướng dẫn cách khác, nhưng ở đây mình cứ dùng lợi ích giống như thế đã. N chẵn chính là chia lấy dư của n cho 2 bằng 0. N chẵn thì không làm gì cả, mà n lẻ thì mình cộng lên. Thế thì mình có thể dùng cái ít đơn giản thôi, một một nháy ít thôi. Nếu mà n lẻ tức là n chia 2 là bằng 1 thì thay đổi n by 1, tăng n lên 1 để thành chẵn. Đấy, xong rồi mình đặt a bằng n chia 2. Đúng không? A bằng n chia 2. Đấy. Xong rồi mình nói ra nói gì? A nhân a đúng không? Đúng đấy, mình phân tích a nhân a. Các bạn cấp 2 sẽ nói là a bình phương. Các bạn cấp 1 sẽ nói là a nhân a. Đấy, mình chạy thử này. Đúng đấy, 5 là 9 đúng không? 6 là giá 9. 7 thì thêm nó 7 nữa là 16. Đúng rồi. Và 18 thì nó ra 81 giống như ví dụ ban đầu. Ok. Đấy, lưu lại nhé. Chương trình này các bạn nhìn này, không dùng vòng lặp nữa. Không dùng vòng lặp nữa. Thì chạy nó sẽ nhanh hơn. Gửi câu trả lời, không cần là pệt lại, không cần dán lại đường link nhé, để đường link nó không đổi. Xem đúng được bao nhiêu câu. Rồi. 9 trên 10. Đấy, 9 trên 10 là rất tốt rồi nhé. Không nên tối ưu tiếp nữa, tối ưu nó sẽ mất thời gian. Trừ khi các bạn xong rồi, các bạn còn nhiều thời gian, các bạn quay lại xem. Chứ đừng tốn thời gian quá, 9 trên 10. Còn lại một cái trường hợp nữa là ở đâu? Đấy. Cái này rất là khó với các bạn nhỏ, nhưng các bạn làm 9 trên 10 là tốt rồi. Cái trường hợp này rất là khó phát hiện ra, kể cả đối với người lớn cũng khó phát hiện. Vấn đề là phép chia này, phép chia ở trong Scratch này luôn là chia số thập phân. Cho nên kể cả n là số chẵn, nhưng chia 2 nó vẫn là một cái số thập phân. Và số thập phân tính toán với số lớn này sẽ không được. Và khi n lớn quá thì cái này sẽ bị sai số. Đấy, thì cái cách giải quyết ở đây là đây là số thập phân này, mình chuyển nó thành số tự nhiên bằng cách dùng cái phép toán này. Có phép toán là làm tròn, nó làm tròn này lại thì nó sẽ chuyển thành số tự nhiên. Còn ta lưu lại nhé, chuyển a thành làm tròn là được. Cái này nộp bài thử. Đấy, thành công 100%. Ok. Rồi, đây là cách làm bằng Scratch, thì lại để lên đây để cho các bạn theo dõi. Để dịch xong đây. Trong thời gian đấy, thầy thấy chưa? Bài này bằng Python nhé. À không hiện được. Ở đây nó sẽ bị che mất. Thôi. Đấy, các làm Scratch bác 100% nhé. Rồi, bây giờ thầy chữa Python, các bạn theo dõi đã, xong thầy sẽ quay trở lại cái chương trình này cho các bạn có thời gian để chữa bài nhé. Python này, nhân vật số n bằng đây là số n đúng không? Logic điền như vậy, if n là số lẻ phần trăm 2 bằng 1 thì n cộng bằng 1. Cái cộng bằng chính là phép tăng lên, giống như phép thay đổi n một lượng là một bên Scratch nhé, cộng bằng 1 và tăng lên. Thế thôi, mình gắn a bằng làm yên như bên kia, a bằng n chia 2 green a nhân a. Tuy nhiên ở đây Python chúng ta phải dùng phép chia nguyên, nếu không nó sẽ ra số thập phân. Chạy 9. Lưu ý là phép chia này phép chia lấy thương nhé, không lấy phần lẻ. Chạy 9 18
Chạy là 81. Ở đây có cách dùng không cần dùng if cũng được, nhưng cái cách là phức tạp hơn thì không nói đến nữa, không tốn thời gian của mọi người. Trong dịp khác thì sẽ nói sau, tôi gửi câu trả lời. Đấy, thành công, rất nhanh gọn đúng không? Đấy, các bạn thấy làm Python rất là gọn gàng. Đây là làm Scratch. Có thể để 2 phút để cho các bạn chữa bài nhé. Các bạn có thể thấy ở đây cái phần Python ấy nó có phép chia lấy phần nguyên, là chia lấy thương, nó không lấy phần lẻ. Cho nên chúng ta không cần phải cái làm tròn đấy nữa. Python sẽ ngắn gọn hơn. Rồi nhá. Ok. Bài tiếp theo. Bài số 4. Bài số 4 là quân xe. Chúng ta được cho sẵn 4 số là vị trí, tức là tọa độ của hai ô trên bàn cờ. Thế các bạn biết là trên bàn cờ người ta đánh số là 1, 2, 3 đến 8 và ABC đến H. Tuy nhiên là cái đọc ABC trên máy tính là sẽ khó hơn cho các bạn. Cho nên ở đây thể chuyển thành số hết, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiều này cũng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó sẽ đơn giản hơn. Thế thì ở đây có hai tọa độ này, cột dòng. Để ý nhé. Bốn số, bốn dòng này, mỗi dòng một số thứ tự lần lượt là, lần lượt nhé, theo đúng thứ tự nhé, cột và dòng. Cột dòng của ô thứ nhất và ô thứ hai, cho đây là cột này, cột 4, dòng 4, cho cột 4 này, 4 lên nhé, 4 5 6 7 8. Cột 4 này, dòng 4 này, tức là chính ô này đúng không? Cột 4 là dòng 5, cột 4 dòng 5 chính là ô này. Thì từ đây đến đây hỏi là con xe có đi được hay không, trường hợp này thì là yes đúng không, là có đi được. Vậy thì tổng quát lên đi được khi nào? Khi nó cùng một cột hoặc là cùng một dòng đúng không. Bài này hãy đảo ngược lại thì làm bằng Python trước nhé. Bốn số cột một dòng một, cột hai dòng hai, thì các bạn có thể lấy chữ C này, C1 đặt tên là C1 cho nó dễ hình dung, C là cột hoặc là column tiếng Anh đúng không? C1 bằng int input dòng 1. Đúng thứ tự nhá, lưu ý này, cột và dòng. Int input r là tiếng Anh, row đúng không, là dòng, hoặc các bạn biết là giờ này, viết tắt của dòng cũng được. Tùy. Cột 2 bằng input dòng 2 bằng input. Xong mình kiểm tra nó cùng cột hoặc là cùng dòng. Cùng cột khi nào? Hai cái số cột nó bằng nhau đúng không? Cột 1 bằng bằng cột 2.
Cách so sánh giữa Python là bằng bằng thì các bạn. Hoặc là O dòng 1 bằng bằng dòng 2 thì print là yes. Nếu không thì print là no. Chúng ta chạy thử này, chạy thử. Đấy, 4 4 4 5 tức là cột 4 dòng 4 và cột 4 dòng 5 là cùng một cột đúng không? Yes. Nên là 4 4 5 5 tức là chéo chéo đi một tí sang ô này thì nó sẽ không ghi được, sẽ là no. Đấy không? Đấy, và 4 4 6 4 chẳng hạn nó cùng một dòng 4 thì cũng sẽ là yes. Được chưa? Rồi chúng ta gửi câu trả lời. Đấy, xong nhé. Đây là Python. Trong Spark, Spark mình làm yên như vậy. Rồi, thì chuyển này xuống này. Bỏ này ra. Đặt tên lên là bài. Bài 3. Đến đây nhé. Đây. Bây giờ, nhập vào 4 số. Mình đặt tạo biến này. R1. C1 C1 R1 C2 R2 C1 C2 R1 R2 rồi nhân bản nữa ra C1 trước và bán C1 và bảo tạm ra nhé. Và lặp lại 4 lần như này, nhân bản này, một lần nhân bản cả đôi này lên 4 lần. Đấy, C1 này nó đến R1 gắn vào cái R1 C2 R2, các bạn lưu ý vừa đổi ra tên đây vừa đổi ở đây nữa nhá. C2 và R2 C1 R1 C2 R2 rồi sau đó kiểm tra điều khiển này nếu thì này hoặc là cột bằng nhau hoặc là dòng bằng nhau đúng không, chúng ta có hoặc hoặc này hoặc đâu hoặc này hoặc cột bằng nhau hoặc dòng bằng nhau thiếu bằng nhau ở đây đã bằng nhau một cái bằng nhau này một cái bằng nhau nữa đây này đấy thì hoặc là cột 1 bằng cột 2 R1 bằng R2 đấy, thì say nói yes nếu không thì nói no chạy thử đang nói chúng ta có 4 này 4 này 4 này 5 này yes đúng không chạy thử 4 này 4 này 5 này 5 này đâu đấy nó chạy thử cảm giác là đúng rồi ấy chúng ta lưu lại nhớ lưu nhé lưu lại và copy đường link chưa lưu này chưa xong nhá rồi đã được lưu rồi sang bên này bấm vào đây chuyển ngôn ngữ sang Scratch paste vào cái đường link này và gửi câu trả lời đấy xong nhá được chưa xong thầy sẽ chữa luôn cái bài quân mã là bài khó hơn của cái bàn cờ vua thì thầy để đây Python là 1 và Scratch là 2 của bài quân đây là quân gì quân xe đã để các bạn nhìn song song nhé Scratch và Python thầy thu hẹp này lại con xe nhé đây bài 4 đúng không 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 rồi bài con xe là bài của cấp 2 cho thầy chữa bằng Python thôi à, xin lỗi bài con mã là bài của cấp 2 thầy sẽ chữa bằng Python thôi đây là bài con xe là bài dễ cho cả cấp 1 đến cấp 2
Rồi, qua cái bài quân mã nhé. Quân mã là tương tự thì sẽ chữa luôn. Bài ô màu đen này thì thầy không chữa nữa này, thầy tới hướng dẫn thôi. Hướng dẫn nhé, ô màu đen là chỉ nhập vào một tọa độ của một ô thôi, không phải hai ô nữa. Một ô thôi. Và mình phải biết là mình phải trả ra ô đấy là màu đen hay là không. Yes là ô đen, no là ô trắng. Kiểm tra có phải ô đen hay không. Thì các bạn để ý các ô đen này. Ô đen xong đến cạnh nó là ô trắng. Bất kể ô nào cũng thế, ô đen cạnh nó ô trắng, có thể cạnh bên phải hoặc bên trái, tức là theo cạnh ở trên một dòng hoặc là cạnh ở trên hoặc ở dưới, tức là trên cùng một cột. Nếu mà trên cùng một dòng ấy, sau bên cạnh thì nó thay đổi tọa độ của cột đi một đơn vị, đúng không, hoặc là tăng một hoặc là giảm một. Thay đổi đi một đơn vị tức là nó thay đổi tính chẵn lẻ, nó chẵn về lẻ, nó lẻ về chẵn, được chưa? Còn tọa độ cột này, còn tọa độ dòng thì nó giữ nguyên trên cùng một dòng thôi. Tương tự nếu mà nó thay đổi theo chiều cột này này, tức là từ ô đen này xuống ô trắng ở dưới này cùng một cột nhé, thì tọa độ cột không đổi nhưng mà tọa độ dòng lại thay đổi đi một đơn vị hoặc là giảm đi một hoặc là tăng lên một. Chứ chỉ thay đổi một đơn vị thì nó cũng thay đổi tính chẵn lẻ, tức là nó thay đổi tính chẵn lẻ của dòng hoặc hoặc thay đổi tính chẵn độ lẻ của cột, tức là nó thay đổi tính chẵn lẻ của tổng dòng và cột. Đấy thì các bạn cũng có thể tự phát hiện ra quy luật bằng cách điền thử một, đây là cột hai nhé, cột trước nhé, ví dụ cột một cột trước thì hai một này, ba một này, bốn một này, 51 này, bên trên này là cột cột trước nhé, 42 này, 52 này, thì đấy một cũng một là chẵn này, hai một là lẻ này, ba cũng một là chẵn này, bốn cũng một là lẻ này, 4 cộng 2 là chẵn này, đấy là chẵn này, cái này 26 là chẵn này, tức là tổng dòng và cột là chẵn thì nó là ô đen đúng không? Chứ nếu tổng dòng cộng cột mà chia cho hai là bằng không thì ra đen, thế thôi. Bài này gợi ý đến thôi để không chữa nhé, cả Scratch lẫn Python đều làm rất đơn giản vậy này, nhưng mà có cái nhận xét đấy rồi, tức tổng dòng và cột là chẵn thì là ô đen. Thế là xong rồi, thầy chữa luôn bài quân mã là 12, xong rồi thầy sẽ quay trở lại cái bài tấm thẻ bị mất nhé, xong thầy chữa bài tích dãy số sau. Quân mã này tương tự như bài quân xe không đấy, chúng ta nhập vào tọa độ của bốn số, là tọa độ của hai ô, bốn số bao gồm có cột một dòng một, cột hai dòng hai. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay điều kiện này thôi, điều kiện này thay bằng cái gì, khi nào thì quân mã từ ô thứ nhất đến được ô thứ hai. Đây bạn nhìn thế này, quân mã luôn luôn đi theo đường chéo của một cái chữ nhật kích thước là 2 x 3. Đấy, tôi đi dưới đây này, người ta có thể mô tả đi sang phải một bước đi rồi đi lên hai vị trí, hoặc sang lên lên trước hai cái rồi sang phải một ô cũng như cũng được, nhưng nói khác nó sẽ luôn đi theo đường chéo của một hình chữ nhật kích thước là 1 x 2, à quên, 2 x 3, 2 x 3. Hoặc là hình chữ nhật kích thước nằm ngang này, nằm ngang này, đường chéo này, đúng không? Hoặc là nằm dọc hoặc là nằm ngang lên, hình chéo này là 3 x 2 hoặc là 2 x 3. Đấy, đấy thì thế thì chúng ta làm cái gì, chúng ta chỉ cần tính chiều dài, chiều cao dài và rộng của đây này và chiều cao của đây này, đúng không? Từ đây đến đây chính là hiệu của hai cột, cột một trừ cột 2, từ đây đến đây chính là hiệu của hai dòng R1 trừ R2, R1 trừ R2, đúng không?
là khoảng cách giữa hai cột cạnh nhau bằng 1 và khoảng cách giữa hai dòng bằng 2. Độ rộng là 2, tức là hiệu của hai cột là 1 đúng không? Ở đây 1 2 3, hiệu của 2 là 2, hoặc là ngược lại. Ở chữ này. Đây cũng là cột 1 chia cột 2 và lấy chiều cao này là dòng 1 chia dòng 2. Tức là hoặc cái này bằng 3, này bằng 2, hoặc là cái này bằng 2, cái này bằng 3. Chiều rộng là 3 thì đó là chỉ hiệu đi còn 1. Xin lỗi. Đây là 2. Đây là 1. Từ đây hai dòng cạnh nhau trừ nhau sẽ là 1 đúng không? Đây là hai dòng cách nhau ra một thêm một dòng nữa trừ nhau sẽ là 2. Tức là một cái hiệu này bằng 2, một hiệu là 1. Và chúng ta phải tính khoảng cách giữa hai cái dòng này. Tôi không biết là dòng 1 ở trên, dòng 2 ở dưới hay là ngược lại đúng không? Hay ngược lại. Thì trừ này nó có thể là bị số nhỏ trừ số lớn hoặc là số lớn trừ số nhỏ, và chúng ta chỉ quan tâm đến khoảng cách giữa hai số đấy thôi. Thì trong toán học nó có một cái gọi là giá trị tuyệt đối, hay nói chính xác là khoảng cách, hay nói chính là khoảng cách giữa hai số là giá trị tuyệt đối của hiệu hai số đấy bằng bằng 1 và R1 trừ R2 bằng bằng 2. Đấy. Hoặc là hiệu khoảng cách giữa hai cột bằng 2 và khoảng cách giữa hai dòng bằng 1 thì là yes. Chạy. Không ai gửi câu trả lời. Đấy, thế là xong. Đúng không? Đây là bài quân mã. Bài này của cấp 2 thầy chỉ giữa bằng Python thôi. Các bạn cũng có thể chuyển bằng sang Scratch. Thì trong Scratch ấy có cái hàm ở dưới này, các phép toán này, có hàm dưới này là hàm giá trị tuyệt đối đấy. Nên là đây có hàm giá trị tuyệt đối nhé, và chính là hàm ABS ở đây. Cái lệnh ấy, lệnh ABS ở đây tương đương với cái lệnh giá trị tuyệt đối ở bên Scratch này. Rồi, tiếp tục. Ta chuyển sang bài tích của dãy số. Bài nào trước chúng ta làm rồi, tuy nhiên là ở đây nó có thêm một điều kiện nữa là chúng ta phải lấy số dư của kết quả khi chia cho cái số này. Tại sao có rất nhiều bài nó là cho dạng như này là lấy số dư khi chia cho một số này thôi. Tại vì sao? Tại cái tích này có thể rất là lớn. Hôm trước chúng ta làm bài là nhân đến 20 thôi đúng không? Nhân 20 con số đã rất lớn rồi. Còn nhân với 1.000 thì con số hầu như là vượt qua khả năng tính toán của hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Cho nên thay vì đi ra một cái kết quả lớn như thế, chúng ta chỉ lấy cái số dư của kết quả khi chia cho một cái số nào đấy theo đề bài cho, ví dụ đề bài cho số này. Chúng ta kết quả là bao nhiêu, chúng ta chỉ lấy phần dư khi chia số này thôi. Nhá, và nó là tích từ số từ 1 đến n. Thì bài giống bài hôm trước thôi. Bài là bài số 5. Như là cộng 5 ở đây. Thêm chú thích đây là bài 4. Rồi. Bài 5 là số nhập vào số n. Và chúng ta
tính các tích các số từ 1 đến n, đúng không? Tính tích các số từ 1 đến n. Rồi. N bằng hỏi chấm. Và đặt n bằng trả lời. Thì bài giống bài tổng thôi, mình copy bài tổng sang nhé, bài tổng nó rồi. Bài tổng bài số nhà ấy. Thôi mình làm lại từ đầu nhé, bạn nhớ tính tích thì đặt một biến nào đấy, đặt biến p đi, p là trừ kết quả nhé, tích nhé, product, tất cả của product là tích ấy. Rồi thì ban đầu mình phải đặt p bằng gì, nếu bài tổng bắt đầu lấy bằng không để mình cộng dần lên, tích thì nếu mình để bằng không thì nhân dần lên, nhân bao nhiêu cũng bằng không hết đúng không, thì cuối cùng kết quả bằng không là không đúng, nên tích mình phải đặt là một nhé, tích ở đây để một. Rồi sau mình lặp lại các số đến n, lặp lại đến n thì mình làm điều khiển, mình biết chắc là lặp lại đúng với n lần rồi thì mình chỉ cần lặp lại n lần đấy, và mỗi lần này mình phải tăng một cái biến lên đúng không, biến đấy mình để là biến a đi, ban đầu đi đặt a bằng một, ở dưới này mình thay, mình đặt đi, đặt tiếp p bằng nhân vào, nhân với a, nhân vào chính cái p đấy, nhân vào chính a này, và mình thay đổi a một lượng là một, thế thôi, và cuối cùng mình xây ra nói là cái p và chạy thử, nếu nó là 4 sẽ là 24, 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4, 3 thì phải là 6 đúng không, lại 1 nhân 2 nhân 3 bằng 6, 5 để 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4, 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 là 24, 24 nhân 5 nữa thì là 120 đấy. Bài này chính là bài tính tích buổi trước nhé, chưa tính đến cái đoạn mà dư cho cái này, thì mình lưu thử nhá, chạy thử đã. Chuyển sang này, chuyển sang squat nhé, chạy thử. Rồi, gửi câu trả lời. Đấy, thì chúng ta đúng được hai test case. Tại vì mình chưa tính đến cái này, phải chia dư cho cái này nữa nhá. Copy ở đây nhá, trong quá trình tính toán ấy, một là mình để đến cuối cùng này mình mới chia lấy dư, nhưng mà như thế thì không tốt, tại vì trong quá trình tính toán này số nó to dần to dần to mãi rồi, và mình chỉ quan tâm đến số dư thôi, cho nên trong quá trình nhân này mình có thể tính số dư luôn. Các bạn nhớ kỹ thuật này đã nhé. Về bản chất toán học của nó thì mình sẽ học ở một dịp khác, tại mình không có thời gian. Cho nên trong giữa giữa trường này, nếu chúng ta thực hiện cộng trừ hoặc nhân, chia thì không được nhé, cộng trừ hoặc nhân thì chúng ta có thể lấy số dư luôn, lấy số dư luôn để cho số nó không bao giờ nó to quá cái số 100 gì đấy. Cái bài này 100003 này nó bị hai lần, đã bất lần đi đấy, cái này với số nhỏ thì nó vẫn thế đúng không, nhưng mà số to thì nó sẽ chỉ lấy dư của cái này thôi, mà chúng ta bên này chúng ta chạy thử ra gửi câu trả lời. Đấy, tuyệt vời đấy nhá, đấy cách làm bằng squat này. Nhắc lại này, các bạn lưu ý này, chúng ta cần phải lấy số dư của nó khi chia cho một số nào đấy, thì chúng ta lấy luôn số dư trong quá trình tính toán. Ví dụ các bạn muốn lấy một chữ số hàng đơn vị thôi, hàng đơn vị chính là lấy số dư khi chia cho 10 đúng không, nếu các bạn chỉ cần lấy số hàng đơn vị thì chúng ta chỉ luôn luôn giữ lại chữ số hàng đơn vị của nó thôi, mà không cần biết là chữ hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn nó là bao nhiêu, chỉ cần giữ lại một chữ số hàng đơn vị là đủ.
Thì với cái này cũng thế, lấy số dư khi chia cho một số nào đấy thì chúng ta lấy luôn phần dư trong quá trình tính toán ở giữa này, ở giữa vòng lặp này, chứ không cần chờ đến cuối cùng. Tại chờ cuối cùng thì ở trên này số đã rất to rồi, sẽ dễ gây lỗi đấy nhá. Đây là Scratch trong Python. Thường bài này cũng rất ngắn gọn, L bằng input cái gì, P bằng một trong cái kia đúng không, A bằng một, for for luôn, for A in range, một lập cho Python biết là range từ 1 đến n, lập từ 1 đến n thì range là 1,n cộng 1. Nên chi tiết về Python thì các bạn sẽ học thêm sau cũng được. Đây nhớ đã, n p bằng p nhân với a xong rồi print p đấy, thứ hai là năm. Chúng ta gửi câu trả lời chúng ta cũng sẽ đúng được hai test case, ví dụ giống như bên scratch đấy đấy. Và chúng ta thêm lấy phần dư này nữa, 100003 1.003 để có trả lời đấy. Xong đăng nhé, hai chương trình hai ngôn ngữ. Tích dãy số này và thêm số tích đây là bài 75. Đây nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây thôi. Đấy. Các bạn chưa vào nhá, và chúng ta chưa nốt một bài nữa thôi. Là bài gì nhỉ? Vẫn theo bài chưa là gì nhỉ? Bài tấm thẻ bị mất nhá, chưa một bài tấm thẻ bị mất nữa. Xong rồi thầy sẽ cung cấp một số thông tin về vòng thi cấp quận, và các bạn có thể hỏi hỏi gì thì hỏi nhé. Lúc đấy mình sẽ bật nick lên. Trong quá trình làm bài này các bạn follow theo đã, đừng hỏi cái chat này rồi các bạn khác. Tôi để cả hai chương trình bằng hai ngôn ngữ ở trên màn hình, bạn nào dùng ngôn ngữ nào thì chữa theo ngôn ngữ đó, và nào không kịp có thể chụp ảnh lại màn hình nhé. Các bạn hỏi là xong tính n giải thừa trong lấy số dư, thầy nói rồi đấy, tại vì nếu mà tính n giải thừa ấy, trong quá trình tính toán ở giữa nó rất là to, n giải thừa 1.000 giải thừa là một số to khủng khiếp luôn, nó có vài nghìn chữ số. Đấy, cho nên mình lấy luôn số, lấy phần dư trong quá trình tính toán thì số sẽ nhỏ đi. Rồi, để chữa bài cuối cùng là bài tấm thẻ bị mất. Bài này thì chỉ gợi ý thôi, còn đâu các bạn tự làm nhé. Hôm nay chữa bài sô cô la đi, tại vì một số bạn hỏi bài sô cô la. Bài này như thế nào? Bài này đã bảo là có n tấm thẻ, nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi n trừ một tấm thẻ thôi, tôi thiếu mất một tấm đúng không? Và các tấm thẻ này đánh số từ 1 đến n. Người ta hỏi là cái tấm thẻ bị mất là tấm thẻ nào? Ở cái test case này họ cho 10 số thì hơi dài, thì lấy ví dụ khác đi. Ví dụ khác là bao nhiêu nhỉ? 4 đi, 4 tấm thẻ. Và dưới này các tấm thẻ là 3, 1, 4 chẳng hạn. Input như này, đây là n này. Đây là các tấm thẻ còn lại này. Thì mình mất tấm thẻ nào? Mất tấm thẻ số 2 đúng không? Thế thì mình làm sao mình tìm được tấm thẻ đấy?
Rồi. Thì một cách làm khá là dễ phát hiện ra là mình tính xem tổng ban đầu của tất cả tấm thẻ là bao nhiêu. Ban đầu nếu mà có ban đầu đầy đủ nó sẽ 1, 2, 3, 4. Nó sẽ là 10 đúng không? Và tổng các tấm thẻ còn lại sẽ là bao nhiêu? 3, 1, 4 ở đây là còn có 8 thôi. Chúng ta chỉ trừ 2 cái này ra là được 2, thế là tấm thẻ bị mất. Đấy. Thế cái việc tính tổng của n trừ một số này này thì chúng ta làm rồi đúng không? Cái bài toán tính tổng hôm trước giữa rồi thì thay vì tổng của n số thì lấy tổng của n trừ một số bớt đi một số cộng này là tổng 8. Còn tổng ban đầu thì có n rồi thì tổng ban đầu là chính là gì? Tổng ban đầu là 1 cộng 2 cộng 3 cộng n. Đây là một tổng nữa, chúng ta có thể tính được bài toán này rồi hôm trước đúng không? Cái này có thể tính lần lượt hoặc là tính luôn công thức bằng n. Nhân với n cộng 1 chia 2 và toán Gauss. Rồi, xong trừ đi cái tổng này phải gọi là SC đi, trừ đi tổng SC này là xong. Nhá. Đấy là bài tấm thẻ bị mất. Thầy nhắc lại thầy gợi ý thế thôi. Các bạn tự tự làm. Tại vì thời gian không có nhiều. Rồi chúng ta chuyển sang bài 11. Có nhiều bạn hỏi bài 11. Tấm thẻ bị mất là bài của cấp 2 đúng không? Nhưng cấp 1 cũng có thể làm được. Cấp 1 cũng có thể làm được đúng không? Bài toán tính tổng thôi. Các bạn học hôm trước rồi. Rồi, một số bạn vẫn đang mắc thì chữa luôn nhé, chữa nhanh này, các bạn follow nhanh nhé. Đầu tiên là số N bằng input. Rồi chúng ta tính tổng ban đầu đã, thì là S0 đi. S0 bằng N nhân với N cộng 1 chia 2, nhớ chia nguyên nhé. Không ba thần. Bây giờ S1 là cái tổng các thẻ tấm thẻ còn lại. Thì đầu tiên sẽ để bằng 0 đã. Xong rồi tính dưới này có bao nhiêu? N trừ một tấm thẻ. Thì thầy lặp lại N trừ một lần. For i in range n trừ một lần, xong rồi mình nhặt một tấm thẻ ra a à, một input nhập vào số này chính là nhận ra một tấm thẻ đúng không, xong rồi cộng cái thẻ a này vào cái S1 đấy, xong print cái S ban đầu chứ S1 chứ S còn lại chạy thử đấy. Vừa trả lời. Ok. Đấy nhá. Các bạn có thể chuyển hoàn toàn này sang Scratch cũng không khó khăn gì. Rồi Python nó rất là gần với Scratch nó rất rất gần Python, mà thực tế là ở trên này phải chấm bài bằng chấm bài Scratch thì lại cũng chuyển sang Python để chấm. Cho nên rất gần nhau. Đấy, các bạn hỏi là không tính được tổng còn lại khi không biết quy luật. Đấy, tổng còn lại là không không có quy luật gì cả. Mà mình cứ nhặt ra từng tấm thẻ một thôi. Nó là bao số bao nhiêu thì cộng vào cái tổng đấy. Thì các bạn thao tác nhập này. Rồi mình add thêm một lần nữa đúng không? Add thêm một số nữa. Hỏi thêm một số nữa thì nhập vào một số chính là cái thao tác mình nhập ra một tấm thẻ. Trên này số bao nhiêu thì mình cộng nó vào cái tổng của các thẻ còn lại.
Ok, bài cuối cùng. Vì bài này thầy chữa rồi, thế bài cuối cùng là bài sô cô la thì thầy chỉ lại chỉ gợi ý thôi, không chữa nữa ấy, nhé. Bài này cũng có thể là bài cấp 1 làm hoàn toàn được, nó không có gì khó về mặt toán học cả, nhưng cần phải tư duy một chút. Thì nếu mà chữa rồi thì các bạn sẽ hiểu, còn tự nghĩ ra thì có thể gặp khó khăn. Bài này phát biểu như sau này: chúng ta có một thanh sô cô la gồm m nhân n ô nhỏ. Các bạn biết thanh sô cô la nó sẽ có nhiều cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ đúng không? Ví dụ như này, rẽ hơi chéo một tí, chịu khó. Bốn đi, thì là ba đi, một thanh sô cô la như này, ba bốn, n ba mừng 4. Đấy, thì câu hỏi đặt ra là mình có thể bẻ đấy một cái, bẻ đúng một lần thôi, bằng cách bẻ dọc theo mấy đường này này, hoặc là bẻ ngang theo mấy đường ngang này. Bẻ là cái để thu được k thanh sô cô la không? Thu được k hay không? Thì mình lưu ý này, nếu mình bẻ theo chiều dọc này, bẻ theo đường này thì mình được ba ba cái miếng này, ba ô này đúng không? Nếu bẻ theo chiều này, bẻ theo đường này, chúng ta được 6. Bẻ theo chỗ này thì chúng ta được 9. Đấy, thì bẻ này chúng ta chỉ thể ra chiều dọc này thì chúng ta sẽ được 3 này, 6 này, 9 này. Còn nếu bẻ theo chiều ngang này, bẻ theo đường này nhé, bẻ đường này, chúng ta được 1, 2, 3, 4 ô này. Bẻ theo đường này, chúng ta được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ô. Thì là chiều kia sẽ được 4 và 8, đúng không? Từ k nếu mà là một trong các số này thì sẽ bẻ được, nếu không thì thôi. Ví dụ k bằng 5 đi, chúng ta không không thể tìm được cái đường thẳng nào để bẻ một cái ra được 5 miếng cả, đúng không? Bẻ đây là 3 này, bẻ đây là 6 này, thì chịu 5 miếng thì phải bắt buộc phải bẻ mấy lượt cơ, đúng không? 5 miếng bẻ mấy lượt mới hết k bằng 5? Không được, trong năm thì sẽ no, đúng không? Vậy thì k bẻ được khi nào? Nếu mà bẻ theo chiều dọc thì nó phải là 3, 6, 9, tức là chia hết cho 3, tức là k phải bẻ ra chiều dọc được, nó phải chia hết cho n. Nếu bẻ theo chiều ngang được, bẻ chiều ngang được thì phải chia hết cho m. Đấy, một trong hai cái này đúng không? Hoặc là k chia cho m, hoặc là k chia cho n thì bẻ được. Thế đó. Và còn một điều kiện nữa. 3, 6, 9 chia cho m rồi, nhưng mà nếu mà bẻ lên 18 này, có bẻ được 18 viên không? Chịu đúng không? Tối đa đây là 10, 12 viên. Và chỗ này k không được vượt quá cái số lượng tối đa ô này, cái k nhỏ hơn n nhân m nữa. Thêm điều kiện nữa. Để các bạn đồng, thông thường các bạn quên mất điều kiện này. Đấy, đề bài không có ràng buộc đấy, thì chúng ta phải kiểm tra. Nếu mà đề bài đã ghi cụ thể có ràng buộc thì chúng ta không không cần kiểm tra nhé. Rồi, bài này thầy lại chữa bằng Scratch nhé, không chữa bằng Python nữa. Bài số n và m. Đây là bài số 11 nhé. Thôi, thời gian cũng gần hết rồi. Đây là bài này các bạn tự làm đi. Còn biết thời gian nữa thì để dành cho việc phổ biến thông tin của bằng thi chung kết và hỏi đáp nhé. Đây, thầy sâu lại cái này. Đấy, điều kiện để bẻ được là k phải nhỏ hơn n nhân m, và k chia cho n hoặc k chia cho m. Ok.
Rồi. Rồi bây giờ thông tin về vòng thi cấp quận nhé, tức là vòng chung kết của cái sự kiện giờ lập trình lần này, nó sẽ diễn ra vào 8 rưỡi sáng ngày chủ nhật tuần này, giống như là thông báo từ ban đầu nhé. Để lưu ý nhé, thi cấp quận là 8 rưỡi sáng chủ nhật tuần này, giống như thông báo từ đầu. Tuy nhiên hình thức thi sẽ thay đổi là chuyển sang thi online chứ không tập trung tại các trường nữa, các bạn vẫn online ở nhà giống như vòng các vòng trước. Tại vì việc tổ chức ở các trường sợ các bạn sẽ không có đủ sợ các trường sẽ không có đủ máy và điều kiện mạng đủ tốt để các bạn phải làm. Vậy thì các bạn sẽ làm ở nhà. Kế hoạch như sau. Thì thông báo này đã được gửi đến hiệu trưởng của các trường và các trường sẽ gửi về cho giáo viên và giáo viên chuyển về cho các bạn nhé. Thầy cũng sẽ nhắc lại trên hai cái nhóm Zalo. Rồi, các bạn thi online từ xa có giám sát qua Zoom. Giám sát qua Zoom là như thế nào? Đây là lượt qua thông tin nhé. Đối tượng là 20% thí sinh có điểm cao nhất. Có file danh sách đính kèm và file đã được gửi đấy trước đấy rồi. Thời gian từ 8:30 đến 11 giờ chủ nhật tuần này. Tất cả 4 cấp độ thi cùng một lúc. Và tổng cộng có khoảng hơn 200 bạn. Chính xác là 232 bạn được vào vòng chung kết và cùng một vòng phòng Zoom để giám sát, và toàn bộ quá trình thi sẽ được quay phim lại nhé, quay phim lại danh sách đấy, tất cả các bạn đều phải bật camera và ban tổ chức sẽ so khớp hình ảnh camera, tên họ và tên với cái danh sách thi nhé. Zoom vẫn là phòng Zoom này, các bạn vẫn vào phòng Zoom giống như hôm nay. Cấu trúc đề thi thì gồm có 8 bài, đều là bài tập lập trình hết, trong đó có 5 bài mức độ khó tương tự với đề vòng vừa rồi và 3 bài dễ hơn. Hôm nay có 8 bài và các bạn phải đặt tên Zoom đúng nhé, vào Zoom trước khi thi 15 phút, từ 8:15 là phải xuất hiện trong phòng Zoom, đổi tên thành họ và tên trường lớp rồi trường họ và tên này gạch ngang lớp gạch ngang trường. Bạn nào đặt tên sai là sẽ bị remove ra khỏi phòng thi nhé. Rồi, ví dụ bạn Nguyễn Văn Tý, lớp 3, trường tiểu học Ba Đình thì đặt tên là Nguyễn Văn Tý, gạch ngang, 3, gạch ngang, tiểu học Ba Đình. Rồi, trong quá trình thi thì không trao đổi bài, không nhờ sự giúp đỡ của bài khác, của người khác. Được phép tìm kiếm trên Internet nhé. Và thì các bạn được sử dụng Internet để tìm kiếm, nhưng mà tự tìm kiếm. Rồi, và khi hết giờ thì các bạn có thể out phòng Zoom. Nhưng nếu các bạn out phòng Zoom trước khi hết giờ, tức là các bạn nộp bài xong, các bạn nghỉ sớm, thì các bạn phải chat vào. Đấy là con làm xong rồi. Đấy, con nộp bài. Để tránh cái trường hợp là gì? Các bạn out Zoom ra, không có video nữa nhưng lại vẫn tiếp tục làm bài, thì lúc đấy không biết, không thể giám sát được. Các bạn nào nếu mà các bạn nộp bài sớm thì các bạn phải thông báo vào trong phần chat nhé. Nhưng mà không khuyến khích các bạn nộp bài sớm, các bạn làm thật là kỹ. Hết giờ thì mới nghỉ. Và bài lập trình ấy, làm bài nào nộp bài luôn bài đấy. Giống như kịch bản vừa rồi nhé. Làm bài nào thì nộp luôn bài ấy. Tức là bấm gửi câu trả lời luôn. Làm bài nào bấm gửi câu trả lời luôn vậy. Đúng như vòng một rồi. Rồi, học sinh sử dụng đúng cái tài khoản thi vòng 2. Cái vòng 1, cái vòng 2 vừa rồi thi bằng tài khoản nào? Thì cũng chính là tài khoản thi từ vòng 1 đúng không?
cho bạn dùng chính cái tài khoản thi xuyên suốt từ vòng 1 đến vòng 3. Dùng tài khoản khác thì sẽ không được ghi nhận kết quả. Đây thôi, thì toàn bộ cái thông tin này mình sẽ gửi vào nhóm hai nhóm Zalo lần nữa. Trường cũng sẽ gửi đến các bạn và mình cũng sẽ nhắc lại ở trong nhóm Zalo. Các bạn nắm được thông tin chi tiết nhé. Ok, thì bây giờ các bạn có câu hỏi gì không? Thầy bật chế độ bật mic được nha. Ok rồi. Bây giờ có các phụ huynh và các bạn nữa, các phụ huynh có câu hỏi gì, các bạn có câu hỏi gì thì có thể bật mic lên để trao đổi nhé. 11 giờ Đúng rồi, thầy. thì 2 tiếng rưỡi nha. 8 giờ Con ơi, thầy là không có câu hỏi gì gì được hết tao rồi. Sao cơ? Mười một giờ thì không có câu hỏi gì được hết tao bây giờ không? Ok, bạn nào không có hỏi gì thì có thể ao rồi. Là thầy ạ. Đến 11 giờ thì đây là cả hai cấp độ chị, cả tất cả cấp độ là thi cùng giờ đấy ạ. Ừ, tất cả các cấp độ là thi cùng 1 giờ nhá. Con chào thầy. Con chào thầy. Nhưng có cả hai cấp độ thì thi giống như à, bài giống như thế này lắm. Con chào Một thầy. bài mức độ khó sẽ giống tương tự với vòng vừa rồi, nhưng mà còn thêm 3 bài dễ hơn nhé. Con chào thầy. Thế nếu như là cấp 2 thì vẫn là ở trên cái con chào thầy. Thầy ơi, thi 2 tiếng đúng hả thầy ạ? À? Có phải hàm số không thầy? Giới hạn lý thuyết Thầy thì không phải ơi. nhé, không phải về đề. Đề thi là hai tiếng Nãy rưỡi. con làm bài đó con có đúng như thầy có sao nó lại bị cái lỗi Không không hỏi về bài nữa tốt nhé, không hỏi bài cụ thể đấy, hỏi trong nhóm Zalo sau nhé. Hôm nay hỏi về thông tin cuộc thi thôi. thầy là thi bao nhiêu tiếng rồi? Thi bao nhiêu tiếng thì nói nãy là mấy lần thi ngay à? Em ơi cho con được đấy. Thầy, trong trường hợp mà đang thi mà tự nhiên bị ao ra thì sẽ bị sao? Không sao cả, vào đăng nhập lại vào thi tiếp thôi nhé. Thầy ơi cho con hỏi ví dụ như là máy tính mà không có cam thì có được Đúng không rồi, thầy? mà tính phải có cam nhé. Nếu không có cam thì có thể dùng một cái điện thoại và zoom xong rồi đặt bên cạnh, kê quyển sách lên. Dạ vâng ạ. Sau vòng này có vòng nào nữa không thầy? Vòng này là chung kết rồi ạ. À, cảm ơn thầy. Con chào thầy. Được rồi Thế ạ. thầy, nếu như mà là cấp 2 thì vẫn là cái Python đấy ạ. Các bạn dùng bất kỳ cái nào phù hợp nhé. Nếu mà con dùng camera ở điện thoại thì như nào ạ? Bắt buộc phải có camera. Và phải sắp xếp Vâng, nhưng thiết bị có camera nhé. Cố gắng máy tính không có camera thì có mà... thể mượn máy của bố mẹ hay là mượn máy của ai đấy. Vâng. Mà điện thoại nhưng con kết nối kiểu gì để cho Điện thoại nhưng mà con kết nối kiểu gì để cho chiếu mà được Điện ạ? thoại dùng phòng vào phòng Zoom thôi, dùng camera của điện thoại. À rồi, vâng. Thế con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy. Ok nha. Ngôn ngữ lập trình ở đây tất cả ngôn ngữ này, các bạn chọn ngôn ngữ gì cũng được. Scratch, Python, C cộng cộng Pascal hay là bất kể ngôn ngữ nào khác. Rồi. Ok, chào các bạn nhé. Bạn nào không hỏi câu hỏi gì cứ ra trước nha. Con chào thầy. Con chào thầy ạ. Con chào thầy ạ.
Ok, nếu không có bạn nào có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ dừng buổi giữa hôm nay ở đây nhé. Mừng các bạn chuẩn bị tốt cho vòng thi chung kết. Ok, Ơn thầy ạ. ok, chào các bạn nhé. Có câu hỏi nào thì có thể hỏi trong nhóm Zalo nhé. Chào thầy ạ. Ok, chào các bạn.